vậy nè. Oh. So đấy không tin nè, so hai bên nè, cứng hết cổ họng nè, nè cứng ngắt nè. Tôi không bảo trợ bên ơn này đâu. Tôi rất cảm ơn nhiều. Tôi lại, tôi cảm ơn nhiều. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, thì hôm nay thì bạn tới bệnh viện với chú anh chị để mà gặp trực tiếp như chồng chị Hoàng hiện tại là đang nằm ở bệnh viện Sóc Trăng. Nhưng mà trong khi đó thì bên phía bác sĩ là nói là bữa nay là chuyển viện, nhưng mà hôm trước thì bạn tới trao thì giúp đỡ gia đình chỉ được 2 triệu thì nghe nói là không đủ chi phí để đi Cần Thơ hết chị. Dạ. Cho mình kẹp này ha. Rồi số tiền 2 triệu đó em trao là mình xài hết nhiêu rồi? Còn xài liền hơn lệnh 500, không dám xài. À, 500 là tiền xe lên hay sao? Tiền lệnh mình ăn uống rồi tiền xe hôm qua hết lệnh 100 ngàn. À. Ta lấy có 100 ngàn bây giờ để dành tiền để trị bệnh cho chồng. Bây giờ đi Cần Thơ là đi bằng gì nè chị? Đi bằng xe mình in. Xe là tự mình kêu xe đi in. Là xe cấp cứu hay là xe gì? Xe cấp cứu ở đây mình kêu cũng được, mà nghe nói hơn 1 triệu mình bao xe rồi, mình không có tiền đi, không có đi, bữa nay ta tính chuyển viện. Rồi ở đây người ta lệnh chị không có được để đi bệnh Cần Thơ mới người ta chỉ, tại vì anh bệnh nặng quá. Tại vì thì bây giờ thì giờ con cái là không ai tới lên đây để chăm phụ luôn hả? Không có ai lương thông hết. Tiện hai vợ chồng với nhỏ cháu. Đem cháu lên đây luôn. Đem cháu lên đây không có ai giữ. Thì hôm nay á, thì em thì được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì em lên tới đây gấp luôn. Thì nghe nói là bữa nay là bác sĩ kêu chuyển viện nhưng mà không có liệu phí để đi ha. Thì em đến đây đó, em cất công lên đây để mà trao cho anh chị để mà đi trị ha. Bây giờ thì anh có thể đi mà sao thôi chị ha. Rồi thì có ăn uống gì được không chị? Hút nước cháo. Hút nước cháo hả? Dạ. Tại vì anh căng hai bên cổ họng, căng hết cơ rồi. Là mình lên đây được mấy đêm rồi? Hai đêm rồi. Bữa ngày chủ nhật nó lên nó lệnh khám chỗ xã rồi lệnh xe cấp cứu người ta đem rồi đây liền, ta nói anh này bệnh nặng để không được. Đó, bệnh nặng vậy mà nằm ở nhà con, không ai lo. Tại vì mình không có tiền lắm. Ngồi ba đi giờ bác sĩ sáng nói anh không có thuốc điều trị ở đây, chỉ lệnh thuốc giảm đau thôi ở bệnh viện lệnh Cần Thơ mới lệnh anh trị được. Bây giờ là thủ tục hồi nãy là em có vô trong chỗ và phòng bên điều dưỡng á, em có hỏi rồi. Thì thủ tục là người ta sáng mai người ta sẽ làm thủ tục thì xong mình sẽ một là đi, mình có xe máy ở đây không hay là không vậy là ngày mai là lên xe cấp cứu đi luôn. Dạ. Tại vì xe cấp cứu thì cũng có bác sĩ trên xe, một người đó điều dưỡng gì đó, rồi người ta đưa mình đi tới cái điểm đó luôn, mình biết cho dễ hơn. Dạ. Ta tự ta liên hệ ta làm hồ sơ cho mình luôn, tại vì thấy mình không có gành gì đó. Anh ôi vợ chồng không có ai biết chữ hết. Vợ chồng không ai biết chữ luôn? Không biết chữ. Không đứa con có đứa nào biết chữ không? Không có ai đi học cái chữ. Con không ai học luôn? Không có. Thì bây giờ thì em thì hôm trước em tới nhà em chị quay đó được 2 triệu đó. Thì bây giờ thì có Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình thêm ha. Để mình đi ha. Dạ. Rồi chuẩn bị đồ đi rồi á, ngày mai sáng là bắt đầu làm hồ sơ là bắt đầu là đi liền. Dạ. Anh nhớ đi nghe. Dạ. Em dạ. Hết, chị hết bệnh rồi về rồi em đi còn đi thăm một lần nữa. Dạ. Thì kính thưa tất cả các chú chị với khán giả, thì hôm nay thì bạn tới tận bệnh viện đó các chú chị để trao số tiền này cho gia đình, tại vì gia đình thì anh thì cũng đã làm rất là nặng rồi, không có như là ăn uống không được á thì nó mất sức. Thì bây giờ thằng bánh xin phép trao tiền của Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ ngày hôm nay các chú chị. À đi bé cháu đó hả? Bé cháu, bé cháu luôn nha. Rồi lên đi luôn hả? Đem rồi đi không đi học hả? Nó không có học. Không đi học luôn? Không có chuyện cho nó để không đi học. Chị không đi học, con không đi học, rồi cháu không đi học nữa. Không có tiền lo cho nó. Trời ơi cái này không được rồi. Thì bây giờ anh em đọc tên Mạnh Thường Quân cho chị nghe ha. Rồi sẵn đây có mấy cô chú ở bệnh viện này cũng biết nè. Mạnh Thường Quân, Quỳnh Trúc Linh ở Canada gửi cho mình là 4.800.000 đồng. Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Pháp là gửi cho mình 3 triệu đồng. Và chị Khanh Diệp ở bên Mỹ gửi cho mình 1 triệu đồng nữa. Thì tổng số tiền em nhận cho chị là 8.800.000 ha. 8.800.000. Tiền chắc bị đếm được không? Đếm được không? Được không? Chị nói lớn rồi. Được. À, được thì nói lớn chứ không. Em biết sao giờ em đếm cho chị kiểm tra ha. 8.800.000. 1 là 1 triệu gì cầm đi. Để cái tiền này riêng của chị, tiền túi gì cắt đi. Cái đó là 1 triệu ha. Dạ. Hai tờ đó là 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu.
5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 8 triệu 500. Này tờ 200, tờ 100 nữa là 300 nữa, 8 triệu 800 ngàn ha. Dạ. Đủ ha? Dạ. Đủ với chị? Dạ, đủ. Dạ, tôi xin cảm ơn toàn thể Mạnh Thành Vương đã giúp cho chồng tôi một số tiền đã đi trị bệnh. Tôi rất cảm ơn rất nhiều và rất biết ơn nhiều. Tôi không bao giờ quên ơn này đâu. Tôi rất cảm ơn nhiều. Tôi cảm ơn nhiều. Dạ thì em mong rằng thì số tiền này thì để mà chữa trị cho anh chồng của chị được hết bệnh ha. Rồi mong rằng thì về gắng chữa trị cho anh ha. Để mà được về nhà thì mà chăm lo cho gia đình, con cháu nữa. Nuôi đứa ba đứa con mà không có lo được cho ba mẹ của chúng chị thì rất là khó khăn, thì cũng phải nhờ tới cộng đồng mạng để mà cần sự giúp đỡ. Thì ngày hôm nay thì Mộc Bạch tới đây để mà trao số tiền của quý Mạnh Thường Vương lần thứ hai, là số tiền tổng cộng là 8 triệu 800 ngàn của chúng chị. Thì một lần nữa cho Mộc Bạch gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Vương rất là nhiều và ủng hộ cho Mộc Bạch để mà giúp đỡ cho những người khó khăn như ngày hôm nay. Thì bây giờ em cũng xin phép chia thôi, chị đừng khóc nữa. Bây giờ giữ tiền kỹ nha, ở trong bệnh viện á, buồn ngủ ban đêm á, thì người ta hay móc túi. Cái này chị cảnh giác, tại vì em cũng có 3 giờ em cũng nằm bệnh viện ở bên đây, bên khu B á. Nếu mà tối bà con mình ngủ ở đây á, thì mình khóa cửa lại đi, cái người lạ vô là lấy mất tiền á. Tại vì người ta mình biết mình đi bệnh viện thì người ta sẽ biết mình là chuẩn bị tiền rồi, mình có tiền đi bệnh viện đó. Thì em thì cũng ở bên khu B á, thì có gì á, chị liên hệ chị điện cho em ha, như buổi tối gì đó điện cho em. Thôi chúc anh may mắn ha, gắng chị hết bệnh nha. Dạ, một lần nữa tôi xin cảm ơn Hoàng Bảnh rất nhiều. Dạ đừng cảm ơn em, cảm ơn Mạnh Thường Vương á. Em chỉ là người kết nối thôi, người giúp cho dạ. Tôi nữa. Dạ thôi thì về ha. Dạ dạ. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị và khán giả, thì bây giờ Hoàng Bảnh xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn ba quý Mạnh Thường Vương rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nằm vậy nữa nha. Không có tiền. Có tiền đâu. Cha chợ cho người cho 50 ngàn, 100 ngàn sao mà đi đủ. Dạ. Yeah. Đi xa. Không yeah. Tiền rồi anh chị em ở đây cũng nghèo. Yeah. Có tiền đâu mà cho được 50 ngàn. 100 ngàn là nhiều rồi. Yeah. Rồi đi tới nhà thương 2-3 triệu tiền đâu. Tiền đâu mà cho. Yeah. Đó, thay vậy hồi nói không được. Ừ. Bằng đêm không có ngủ đâu.